cảm ơn và kính chào quý vị khán giả đến với bản tin quốc tế của Báo Thanh Hóa. Chúng tôi mong muốn mang đến cho quý vị những thông tin nóng hổi và cập nhật nhất về các sự kiện quốc tế nổi bật. Bây giờ, xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Vừa qua, Ukraine ra lệnh bắt buộc sơ tán trẻ em và người bảo hộ ở một số thị trấn và làng mạc thuộc miền đông Donetsk, nơi giao tranh với quân đội Nga đang tăng mạnh. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, hiện hỏa lực của quân Nga tập trung dày đặc ở Donetsk phát biểu trên mạng xã hội, tỉnh trưởng Vadim Filaskin ở Donetsk do Ukraine bổ nhiệm thông báo tình hình an ninh ở khu vực không ngừng xấu đi và cường độ pháo kích từ phía quân Nga đang ngày càng gia tăng. Ông đề cập đến tình hình nguy hiểm tại một số nơi như thị trấn Liman, vài ngôi làng khác gần tiền tuyến, bao gồm thôn Progress. Hơn 217 người đã được di tản, bao gồm 61 trẻ em khỏi khu vực. Trong những tháng đầu khi xung đột nổ ra, Tổng thống Zelensky thúc giục người dân Donetsk di tản nhưng mệnh lệnh này không được thực thi đầy đủ. Naja Voloshin, người phát ngôn của nhóm lực lượng Khotisia cho biết rằng lực lượng Nga đang sử dụng hệ thống tên lửa phóng loạt MLRS được trang bị đạn nhiệt áp trong các cuộc tấn công vào thị trấn Chashovya của tỉnh Donetsk. Sau khi giành được Adipka vào tháng 2, các lực lượng Nga đã di chuyển trọng tâm sang Chashovya, một thị trấn có địa hình tương đối cao hơn. Nếu giành được khu vực chiến lược này, Nga sẽ có khả năng mở đường cho những bước tiến sâu hơn vào vùng Donetsk. Ông Voloshin cho biết, đạn nhiệt áp hủy diệt và đốt cháy mọi thứ trên đường đi của chúng. Mặc dù còn gây tranh cãi, nhưng đạn nhiệt áp không bị cấm theo luật pháp quốc tế. Ông Voloshin nói rằng, việc Nga sử dụng những loại vũ khí như vậy ở Chachovia khiến quân nhân Ukraine không có nơi nào để phòng thủ. Khả năng phòng thủ của Ukraine quanh Chachovia đã trở nên xấu đi trong tháng khi tình trạng thiếu đạn dược kéo dài trở nên tồi tệ hơn. Các binh lính cho biết, việc thiếu các nguồn lực quan trọng trong 3 tháng mùa xuân đã cho phép quân đội Nga đã được đột phá ở Ivanitskyi. Tình trạng thiếu vũ khí cũng buộc Ukraine phải dự trữ đạn dược và các phương tiện vốn đã hạn chế. Dmytro, thượng sĩ thuộc lữ đoàn tấn công số 5 của Ukraine cho hay, pháo binh Nga đã áp đảo Ukraine với tỷ lệ 11. Ukraine không chỉ thiếu pháo và đạn pháo mà còn không đủ tên lửa phòng không để ngăn chiến đấu cơ Nga tiến gần Chashovya. Cuộc giao tranh giành Chashovya sẽ được quyết định bởi khả năng của Ukraine trong việc sử dụng nguồn lực hạn chế và việc liệu Nga có quyết định dồn lực trong những tháng tới hay không. Theo BRABDA, dạng sáng ngày 6 tháng 6, một kho dầu của Nga ở vùng Bengorod đã bị máy bay không người lái Ukraine tấn công. Hoạt động này do Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine, DIU, lên kế hoạch và thực hiện. Ông Vyacheslav Grabkov, thống đốc vùng Bengorod, cho biết một trong những bể chứa dầu tại kho chứa ở thành phố Stary Oskol đã bốc cháy. Cùng ngày, một đám cháy lớn cũng bùng phát tại nhà máy lọc dầu ở Novosastin, thuộc vùng Rostov, phía nam nước Nga. Nguyên nhân gây hỏa hoạn được xác định là do cuộc tấn công của máy bay không người lái. Thống đốc vùng Rostov, ông Vasily Golubev cho biết, đám cháy bắt đầu trên diện tích khoảng 50m2, sau đó lan rộng đến 100m2. Hơn 15 phương tiện và 120 người đã được huy động tham gia dập tắt đám cháy. Ukraine gần đây tăng cường tập kích các mục tiêu trên lãnh thổ Nga, đặc biệt là hạ tầng ngành dầu khí. Hoạt động này diễn ra trong bối cảnh quân đội Ukraine thất thế trên chiến trường khi phải đối phó cùng lúc loạt đợt tiến công dọc theo chiến tuyến dài 1.000 km lẫn chiến dịch Kharkov mà Nga mở từ ngày 10 tháng 5. Hãng tin Reuters thống kê quân Ukraine đã thực hiện các vụ tấn công bằng UAV vào các cơ sở năng lượng bên trong lãnh thổ Nga thường xuyên hơn trong vài tháng qua. Kiev quả quyết các vụ tập kích của họ không nhắm mục tiêu vào dân thường, mà nhằm phá hủy cơ sở hạ tầng quân sự, vận tải và năng lượng của Nga để làm suy yếu các nỗ lực tổng thể của Moscow trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Hồi tháng 2, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris nói với Tổng thống Volodymyr Zelensky rằng Ukraine cần kiềm chế tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga, theo các quan chức Mỹ quen thuộc với vấn đề. Tuy nhiên, Ukraine đến nay chưa có dấu hiệu nào sẽ chấm dứt các cuộc tập kích như vậy. Trước đó, do không thể bắt kịp về số lượng tên lửa hành trình và tên lửa đạt đạo, Ukraine đã tập trung phát triển và sản xuất máy bay không người lái tầm xa để có thể đáp trả Moscow. Người đứng đầu đơn vị sản xuất vũ khí của Ukraine cho biết, Kiev đang sản xuất máy bay không người lái tấn công sâu với số lượng tương đương Nga, đồng thời tuyên bố đã đạt được mức ngang bằng với loại vũ khí chính mà Moscow sử dụng cho các cuộc tấn công tầm xa. Ukraine từng nhiều lần tuyên bố tấn công các nhà máy lọc dầu và cơ sở năng lượng của Nga trong những tháng gần đây, trong đó có những cuộc tấn công nhắm vào mục tiêu nằm sâu 1.000 km trong lãnh thổ Nga. Trên trang web của mình, Cơ quan Tình báo Quốc phòng D.I.U. thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết các chiến binh thuộc đơn vị đặc nhiệm Kabul-9 thường phóng vài chục máy bay không người lái FPV mỗi ngày để săn lùng binh sĩ Nga. Các máy bay FPV đã giúp họ loại bỏ thành công nhiều binh lính và thiết bị quân sự của Nga ở mặt trận. Một nhân viên DIU có biệt danh Deputat gần đây đã tiết lộ với các nhà báo Ukraine về nhiệm vụ của đơn vị Kabul-9 của mình rằng, khi công việc có tính hệ thống, nó sẽ trở thành thói quen. Chúng tôi thực hiện các nhiệm vụ bằng FPV như đang đi câu cá. Deputat nhấn mạnh thêm rằng, anh và các đồng đội cũng chuẩn bị nhiều phương tiện khác nhau để tấn công và loại bỏ đối phương, người Nga, một cách hiệu quả nhất có thể. Anh nói thêm, thật vui khi thấy thiết bị của đối phương bốc cháy và sự hoảng sợ của họ. Đơn vị đặc nhiệm K49 nổi tiếng kể từ khi Nga tiến hành kế hoạch quân sự vào Ukraine hồi tháng 2 năm 2022. Đơn vị này được thành lập bởi các cựu chiến binh của lực lượng đặc biệt Ukraine và lực lượng vũ trang Ukraine với sự hỗ trợ và tham mưu của Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine Kirill Budanov. Trước đó, truyền thông Ukraine cũng cho biết nước này đã triển khai các đơn vị đặc nhiệm tới Syria để chống lại lực lượng Nga và quân chính phủ của Tổng thống Assad. Kiev Post công bố video được quay từ tháng 3 cho thấy đặc nhiệm Ukraine tham gia một số trận đánh ở tây nam Syria, đặc biệt là tại cao nguyên Golan, nơi Nga tập trung lực lượng. Báo này cho biết họ nhận được video từ các nguồn tin bên trong Tổng cục Tình báo Quân đội GUR. Trong video, đặc nhiệm Ukraine sử dụng súng chống tăng, súng cối Tarab, và thiết bị nổ tự chế tập kích trạm kiểm soát, cứ điểm, các nhóm bộ binh Nga đi tuần và đoàn xe chở thiết bị quân sự. Kiev cho hay lực lượng mà Ukraine triển khai từ Syria là đội đặc nhiệm Khimik thuộc GUR. Một nguồn tin GUR cho biết đặc nhiệm Ukraine từ đầu năm đã hỗ trợ các nhóm nổi dậy ở Syria tập kích cơ sở quân sự Nga tại nước này. Theo truyền thông Ukraine, việc Nga đưa một phần thiết bị quân sự và binh sĩ tại Syria về nước từ cuối năm 2022 khiến lực lượng của họ ở quốc gia Trung Đông dễ bị tổn thương hơn trước đòn tập kích của đặc nhiệm Ukraine tại khu vực. Nga cũng được cho là mở nhiều trung tâm để tuyển mộ lính tư nhân Syria tới tham chiến trên tiền tuyến Ukraine. Trung tâm hòa giải các bên tham chiến tại Syria của Nga có trụ sở tại căn cứ không quân Hermeimim giám sát hoạt động này. Tại đây, lính tư nhân được cấp hộ chiếu Nga rồi gia nhập quân đội nước này. Phong trào du kích Ates của Ukraine đưa tin, chính quyền Nga đang cố gắng giấu các thiết bị phòng không khỏi tầm mắt của người dân ở Crimea để tránh nguy cơ vị trí của chúng bị tiết lộ. Vì mục đích này, Nga đang bắt đầu giáo diết xây dựng các lá chắn an toàn trên các đường cao tốc của bán đảo. Phong trào du kích nhận định rằng, động thái này của Nga là do các cuộc tấn công thành công liên tục gần đây của lực lượng phòng vệ Ukraine dẫn đến việc hàng loạt các tài sản phòng không của Nga trên bán đảo Crimea bị hủy diệt hoặc hư hỏng. Và nhấn mạnh, đây là kết quả của các cuộc tấn công của không chỉ lực lượng Ukraine, mà cả những người đã tích cực chia sẻ thông tin về vị trí của các thiết bị quân sự Nga. Theo Ates, Nga có kế hoạch xây dựng nhiều rào cản trên đường cao tốc ở Crimea trong tương lai gần. Nhóm này tuyên bố khuyến khích những người đang xây dựng những tấm rào chắn đó tiết lộ và chia sẻ thông tin có giá trị cho chúng tôi. Điều đó sẽ giúp ngăn chặn kế hoạch của Nga. Trước đó cũng đã xuất hiện thông tin phía Nga đã tập kết thiết bị quân sự và thường xuyên xuất kích máy bay chiến đấu ở Crimea sau các vụ tập kích nghi do Ukraine tiến hành vào bán đảo theo hãng tin kiev post dẫn thông tin từ phong trào phản kháng ates cho biết sân bay zavoske bị bỏ hoang trước đây ở simferopol crimea đang được sử dụng cho mục đích quân sự phía ates cho biết trong bối cảnh lo ngại về các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái có thể xảy ra đối phương đã xuất kích máy bay quân sự suốt cả ngày theo ates số lượng binh sĩ và thiết bị quân sự của nga tại sân bay này cũng tăng lên ates cũng ghi nhận hoạt động gia tăng tại căn cứ quân sự nga ở rosrone crimea nơi đóng quân của một đơn vị thuộc Trung đoàn Kỹ thuật Vô tuyến thứ ba thuộc lực lượng phòng không của đơn vị quân đội 85683. Căn cứ này không phải là căn cứ chính của Trung đoàn, nhưng các đặc vụ của chúng tôi đã ghi nhận hoạt động đáng kể liên quan đến việc chuyển giao thiết bị. ATES cũng báo cáo sự gia tăng nhân sự. Điều này cho thấy sự chuẩn bị cho việc tăng cường hiện diện quân sự của Nga. Trong một tuyên bố khác, ATES tuyên bố loại bỏ hàng loạt những kẻ điều lĩnh ở Crimea. Nhóm này tuyên bố cách duy nhất để giành lại Crimea là phá hủy các cơ sở quân sự của Nga từ lâu, Crimea đã là khu vực có tầm quan trọng về mặt quân sự đối với Nga. Tổng thống Nga Vladimir Putin coi Crimea là tàu sân bay không thể chìm, nơi đặt các trung tâm hậu cần, căn cứ không quân và hạm đội Biển Đen phục vụ chiến dịch của Nga ở miền Nam Ukraina, cũng như cắt đứt tuyến huyết mạch xuất khẩu ngũ cốc quan trọng của Ukraina. Các cuộc tấn công gần đây của Ukraina nhằm vào Crimea là giai đoạn mới nhất trong chiến dịch phức tạp của Kiev nhằm bóp nghẹt bán đảo này. Ông Ben Hodges, cựu chỉ huy lực lượng Mỹ ở châu Âu và cố vấn cấp cao về hậu cần của NATO cho hay, Kiev đang tìm cách biến Crimea thành nơi không thể triển khai đối với lực lượng Nga. Sau khi tấn công lãnh thổ Nga bằng HIMARS, hãng thông tấn RIA Novosti đưa tin, Ukraine đã đưa các hệ thống pháo phản lực phóng loạt MLRS M270 của Mỹ tới Kharkov. Tổng cộng có 12 đơn vị M270 đang được triển khai tại khu vực này. RIA Novosti cho hay, theo thông tin mới nhất lực lượng Ukraine tại Kharkov đã nhận được các hệ thống phá phản lực phóng loạt M270 trên khung gầm bánh xích của Bradley tại Kharkov. Đi cùng với thiết bị có đạn dược, chưa rõ số lượng chính xác cũng như nhân viên bảo dưỡng. Đáng lưu ý, RIA cho biết nhóm nhân viên quân sự đến cùng với các hệ thống M270 không nói được tiếng Ukraine, họ sử dụng tiếng Nga lơ lớ để giao tiếp. M270 vốn được mệnh danh là siêu phá mạnh nhất NATO và là một trong những loại vũ khí trên bộ khiến Trung Quốc và Nga phải nể sợ nhất. Trang tin này nhận định, việc đưa một số lượng đáng kể các hệ thống pháo phản lực phóng loạt M270 tới Kharkov cho thấy, lực lượng vũ trang Ukraine đang chuẩn bị cho các hoạt động tác chiến quy mô lớn có thể diễn ra theo hướng này. Giới chuyên gia lo ngại rằng, lực lượng Ukraine có thể sẽ tìm cách phát động nhiều cuộc tấn công lớn vào các sân bay của Nga. Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cho phép Ukraine sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp để tấn công các mục tiêu trong lãnh thổ Nga nhưng chỉ hạn chế ở gần khu vực Kharkov. Trong khi đó, giữa lúc vũ khí Mỹ tiến vào Kharkov, theo hãng thông tấn RBC của Ukraine, các hệ thống tên lửa S-300 của Nga bỗng im ắng bất thường, gần như không ghi nhận vụ tập kích nào từ tên lửa S-300 trong khu vực. Phó Hội đồng khu vực Alexander Skorik phát biểu trên truyền hình Ukraine, đã hai ngày nay không có tên lửa S-300 nào tấn công Kharkov. Tôi cho rằng điều đó là do các đối tác của chúng tôi đã cho phép Ukraine tấn công lãnh thổ Nga. Đây là một thông tin tích cực. Theo chuyên gia Mushenko, Nga giờ đây đang phải đối mặt với một vấn đề lớn và cần phải nhanh chóng thay đổi vị trí của các tổ hợp S-300, S-400. Ông Mushenko nhận định, trước đây, Nga nghĩ rằng họ có thể bắn phá Kharkov cốp từ những vị trí gần như không hề hấn gì. Nhưng giờ mọi chuyện đã thay đổi, người Nga buộc phải di chuyển nhanh chóng các tổ hợp tên lửa và tìm kiếm địa điểm mới để triển khai. Ngoài ra, theo tờ VZ của Nga, không chỉ đưa vũ khí Mỹ tới Kharkov, Ukraine còn đang triển khai một số lượng đáng kể các đơn vị tác chiến hướng về khu vực này. Ước tính sơ bộ cho biết, Ukraine đã điều động 50 tiểu đoàn, khoảng 1.000 lính mỗi tiểu đoàn, tới thành phố Volchansk và Lipsy. Theo ông Vitaly Gantsev, người đứng đầu chính quyền khu vực Kharkov do Nga bổ nhiệm, quả thực đá tiến công của Nga đang chậm lại vì Ukraine huy động quân dự bị. Ông Gantsev nói, trong những ngày gần đây, đối phương, tức Ukraine, đã nhiều lần tìm cách phát động phản công ở cả Volchansk và Lipsy. Cũng theo báo cáo mới nhất từ chính quyền Ukraine và các chuyên gia quân sự phương Tây, sau nhiều tuần giao tranh ác liệt ở phía bắc vùng Kharkov, Ukraine đã ngăn chặn được bước tiến tích cực của quân đội Nga và ổn định tình hình. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg khẳng định liên minh không có kế hoạch triển khai lực lượng đến Ukraine, dù một số thành viên gần đây lấp lửng điều này. Cụ thể, ông Stoltenberg trong chuyến thăm Phần Lan ngày 6 tháng 6 tuyên bố NATO không có kế hoạch triển khai lực lượng đến Ukraine, nhấn mạnh rằng NATO chỉ đang tìm kiếm cam kết tài chính lâu dài nhằm đảm bảo có thể ủng hộ Ukraine chừng nào còn cần thiết. Trước đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron gây bất ngờ khi cho rằng NATO không nên loại trừ khả năng đưa binh sĩ đến Ukraine nhằm ngăn cản chiến thắng của Nga, dù nhấn mạnh không có sự đồng thuận trong liên minh. Hàng loạt thành viên khác đã lập tức phản đối ý tưởng này, trong khi Nga cảnh báo về khả năng xung đột trực tiếp. Hồi tháng 5, ông Macron tiếp tục lặp lại ý tưởng đưa binh sĩ sang nếu Nga phá vỡ tiền tuyến hoặc nếu phía Ukraine đề nghị. Bộ Ngoại giao Nga khi đó lập tức phản ứng và cho rằng người Pháp đã xuất hiện tại vùng xung đột ở Ukraine và sẽ không tránh khỏi việc trở thành mục tiêu của quân đội Nga. Gần đây, Ukraine tiết lộ đang đàm phán với Pháp để đưa các sĩ quan huấn luyện quân sự đến Ukraine. Nga đã cảnh báo sẽ tấn công bất kỳ binh sĩ Pháp nào xuất hiện tại Ukraine. Trong cuộc họp tại Phần Lan, Tổng thư ký NATO kêu gọi các đồng minh nên đảm bảo duy trì sự hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Ông Stoltenberg nói, trong những tháng qua, chúng tôi đã thấy một số khoảng hở, một vài trì hoãn trong việc cung cấp hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Chúng ta cần đảm bảo điều đó không lặp lại. Không chỉ NATO, mà ngay cả đồng minh thân cận của Ukraine là Mỹ cũng có tuyên bố tương tự. Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại lễ tốt nghiệp của Học viện quân sự West Point vừa qua rằng không có binh sĩ Mỹ nào tham chiến ở Ukraine. Tôi quyết tâm giữ nguyên điều đó, nhưng chúng tôi vẫn luôn sát cánh cùng Ukraine. Chúng tôi sẽ không đi đâu cả. Chủ nhân Nhà Trắng cũng cho rằng Nga sai lầm khi cho rằng NATO sẽ tan vỡ do xung đột ở Ukraine. Ông Biden nói, thay vào đó, Liên minh quốc phòng vĩ đại nhất trong lịch sử thế giới đang mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Giới chức chính quyền Tổng thống Biden nêu rõ, Mỹ sẽ duy trì cách tiếp cận trước đây, nghĩa là tập trung hỗ trợ vũ khí và huấn luyện quân sự cho quân đội Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cam kết, Washington sẽ tiếp tục chuyển vũ khí cho Ukraine. Các quan chức Lầu Năm Góc cho biết, vũ khí được bố trí sẵn ở châu Âu đã bắt đầu được chuyển vào Ukraine.